Thưa quý vị, nhằm giúp cho nông dân trồng rau tháo gỡ khó khăn ứ động những ngày qua, quận Quỳnh Sơn đã phát động phong trào thu mua rau xanh, mỗi ngày tiêu thụ giúp nông dân hàng tấn rau các loại. Theo đó, quận chỉ đạo các địa phương thực hiện thu mua cho người trồng rau để cung ứng cho người dân trên địa bàn quận và cung cấp cho các quận khác. Các khu dân cư thì vận động các cá nhân hỗ trợ kinh phí để mua rau cấp phát cho các hộ dân trong khu vực. Việc triển khai thu mua này vừa đáp ứng nhu cầu rau xanh cho người dân là giúp nông dân có nguồn thu nhập ổn định, có thể tái sản xuất gối vụ thì qua được hội dân phường báo cáo ủy ban nhân dân phường hội dân phường đã tạo điều kiện là hỗ trợ giải cứu cho bà con nông dân trong thời gian hai ngày bà con vận động tất cả hộ nông dân có rau đến thời kỳ thu hoạch đã cắt vào thu hoạch để phường về thu mua đến hôm nay thì cơ bản đã giải quyết được xong hết toàn bộ. Toàn quận Ngũ Hành Sơn có tổng sản lượng rau ước đạt 346 tấn. Đến nay, người dân đang tích cực thu hái mỗi ngày khoảng 3 đến 4 tấn rau để cung ứng cho người dân trong quận và sang sẻ một phần cho các quận Sơn Trà, Thanh Khê đang có nhu cầu. Việc thu hoạch được các hộ nông dân bảo đảm nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch. Sau đó, lực lượng dân quân và đoàn thanh niên phường xuống hỗ trợ thu hoạch, thu mua mang về phường để phân phối đến nơi có nhu cầu.